Câu 3. Thì câu 3 này là một cái câu mà họ sẽ cho chúng ta 10 nghiệp vụ và chúng ta sẽ phải định khoản 10 nghiệp vụ này. Thì ngay từ đầu tôi nói 10 nghiệp vụ này nó không có gì đánh đố cho các bạn cả. Nó rất là dễ, cho nên là cái câu 3 này theo tôi đánh giá là các bạn phải lấy được 90% điểm các bạn nhé. Nó chỉ có thể mất điểm ở cái phần các bạn là tính toán không kịp hoặc là chúng ta không không chúng ta điền nhầm hoặc điền sai thôi. Còn về hạch toán thì nó rất là đơn giản. Rồi, chúng ta đọc này. Nhiệm vụ thứ nhất, mua hàng hóa của công ty A đã thanh toán bằng tiền vay ngân hàng và đã chuyển khoản hàng hóa này bán thẳng cho công ty B. Thì ở đây khi mà chúng ta hạch toán một cái nhiệm vụ ấy thì tôi có hướng dẫn các bạn cái khóa cơ bản đúng không ạ? Đó là chúng ta xác định cái đối tượng của chúng ta là gì. Đúng không ạ? Đối tượng ở đây chúng ta là gì ạ? Mua hàng hóa của công ty A bằng tiền mua hàng hóa này, hàng hóa lúc đấy chúng ta phải nhớ ngay đó là gì? Là 156 đúng không? Đấy. Và gì ạ? Đã thanh toán bằng tiền vay ngân hàng, đó chính là 341. Đấy, chúng ta cứ xác định như thế thôi. Và đã chuyển hàng hóa này bán thẳng cho công ty B. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta sẽ không có nhập kho 156 mà chúng ta bán thẳng. Bán thẳng thì chúng ta sẽ không có 156 nữa mà qua thẳng 632. Đúng không ạ? Đấy, giá mua nó cho giá mua này và gì ạ? Giá bán cho công ty. Đấy, thuế và công ty đã thanh toán toàn bộ lô hàng trong 5 ngày kể từ ngày giao hàng. Đấy, và cái bút toán hạch toán này. Từ đầu là chúng ta ghi nhận giá vốn hàng xuất kho là lợi 632, lợi 1331 có khoản 341. Đúng không ạ? Đấy, thông thường là gì ạ? Chúng ta sẽ hạch toán làm hai bước khi mà chúng ta gì ạ? Mua hàng của họ. Đúng không ạ? Là chúng ta sẽ là lợi 156, lợi 1331, 133 có 341 đúng không ạ? Sau đó chúng ta bán đi là lợi diện 632 có 156 đúng không? Đấy, thì ở đây khi mà chúng ta không bán hàng thẳng không qua kho thì đương nhiên là bên nợ này và bên có này nó sẽ bù nó mất, thì chúng ta chỉ còn có lợi 632 có lợi 1331 có còn 341 thôi đúng không? Đấy thì là cái số tiền mà tôi đã điền ở đây. Rồi sau đó là chúng ta ghi nhận doanh thu đúng không ạ? Doanh thu là lợi 131B của công ty B có 511 và có diện 3331 đúng không ạ? Đấy. Các bạn hiểu hiểu cái này chưa? Có nghĩa là đây là cái phần tiền này thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ khi mà chúng ta xác định nhá, đối với tất cả các cái bút toán, nếu mà các bạn thấy bên nợ nhiều hơn ấy thì chúng ta sẽ xác định cái số tiền bên nợ trước, sau đó thì chúng ta xác định bên có. Nếu mà bên có nhiều hơn thì chúng ta xác định bên có trước, sau đó chúng ta mới xác định bên nợ. Được chưa? Đấy, thì đấy là nguyên tắc chứ không phải là gì ạ. Các bạn cứ lao đầu và tìm xem là lợi tài khoản 133 131B này là bao nhiêu tiền đâu. Đúng không ạ? Mà chúng ta xác định cái bên khó nhiều trước. Dựa có là 11 thì chúng ta phải xác định 511 ở đây là bao nhiêu thì họ có cho đây. Giá bán công ty B là gì ạ? 1 triệu 400, thuế suất là 10% thì chúng ta có là 140.000. Như vậy là chúng ta phải thu của bên đấy là 1 triệu 540.000 đúng không ạ? Đấy. Rồi, cái nhiệm vụ thứ hai đó là gì ạ? Thu bằng tiền gửi ngân hàng do thanh toán một lô trái phiếu nhận lãi sau đã đến hạn. Lãi sau đã đến hạn, được chưa? Thì các bạn phải đọc những cái câu này. Có thể là cái đề gốc của nó ấy, nó có thể là nó sẽ trình bày nó rõ ràng hơn. Còn đây là cái phần ghi chép của các bạn học viên gửi về cho tôi. Thì là gì ạ? Ở đây có nghĩa là chúng ta đang thu tiền một lô trái phiếu thì cái việc mà chúng ta đầu tư, các bạn xác định cái đối tượng gì ạ? Đầu tư lô trái phiếu nó chính là tài khoản 128 đúng không? Nếu các bạn là không nhớ được cái hệ thống tài khoản này thì các bạn có thể mở cho tôi cái ebook mà tôi đã tặng cho các bạn vào gì ạ? Kế toán, các bạn chế độ kế toán, các bạn vào chế độ kế toán theo thông tư 200 nhé. Đấy, các bạn vào cái phụ lục này, các bạn vào hệ thống tài khoản này. Đây. Đấy, đó chính là gì ạ? Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, được chưa? Đấy, các khoản đầu tư nắm hạn đến ngày đáo hạn này, trái phiếu này, cho vay này, tiền gửi có kỳ hạn này. Đấy. Thì nó chính là tài khoản 128 thì các bạn ghi 128 vào là được. Được chưa? Và ở đây thì khi các bạn đọc đến đây tổng số tiền thu được là diện 2 triệu mốt. Đúng không? Như vậy chúng ta chỉ mặc định là diện chúng ta đã thu về là 2 tỷ mốt, à 2 triệu mốt. Số tiền lãi lũy kế kỳ trước là diện 540.000. Có phải là gì ạ? Nếu mà khi mà chúng ta nhận được cái tiền mà lãi của cái kỳ trái phiếu ấy thì chúng ta sẽ đưa vào gì ạ? Là 515 không? Thì khi đó kỳ trước chúng ta đã hạch toán là gì ạ? Lợi 112 có gì ạ? Gì ạ? 515. Đúng không? Đấy.
Nhưng mà ở đây các bạn sẽ thấy là gì ạ? Đây là lô trái phiếu nhận lãi sau đã đến hạn. Có nghĩa là cái số tiền 540.000 này chúng ta đã nhận ở kỳ trước chưa? Chưa có nhận. Chúng ta đã nhận một tiền 112 chưa? Chưa. Cho nên ở kỳ trước thì kế toán đang ghi nhận là lợ 138. Đấy, các bạn phải tư duy như thế nhé. Có 515. Cái số tiền là 540.000. Đúng không? Đấy. Rồi, số lãi trái phiếu của kỳ đáo hạn lần này thì chúng ta nhận ở kỳ này, cho nên chúng ta nhận luôn trong kỳ này mà, thì chúng ta sẽ là 112 này, có tài khoản 515, là cái số tiền là 60.000, đúng không ạ? Đấy, được chưa? Đấy, thì bây giờ chúng ta mới hạch toán, đó là lợ 112, đó là 2.1 triệu này, rồi có tài khoản 128 này, có tài khoản 138 là chúng ta chưa xác định được 128 là bao nhiêu, thì chúng ta xác định được thông qua hai bút toán này là có 138 là giảm các phải thu đi là 540.000, 540 triệu gì đấy, được chưa? Có tài khoản 515 là 60.000, được chưa? Thì như thế là chúng ta sẽ lấy 2.1 triệu, chúng ta trừ đi cái phần 600 thì nó sẽ ra được là 1.5 triệu đối với cái khoản 128, ok chưa? Rồi, đấy, các bạn thấy nó cũng rất đơn giản đúng không ạ? Đến nhiệm vụ thứ hai rồi, đến nhiệm vụ thứ ba này. Xuất kho hàng hóa X đổi lấy dụng cụ Y của công ty C. Đấy, như vậy chúng ta cứ xác định theo đường đối tượng thôi. Đến đâu các bạn xác định đến đấy. Hàng hóa là 156, đúng không? Dụng cụ là gì ạ? Là 153, đúng không? Đấy, rồi của công ty C giá xuất kho là gì ạ? X là 150.000. Giá trao đổi chưa có thuế sẽ tăng là của hàng hóa X là 200. Như vậy ở đây là gì ạ? Giá vốn của cái thằng X mang đi trao đổi đó là gì ạ? Là chính là 632, lợ 632, đúng không ạ? Có 156X là bao nhiêu? Là 150, đúng không ạ? Chính là cái bút toán này. Các bạn hiểu chưa? Đấy, rồi là gì ạ? Chúng ta trao đổi về mà cái giá trị hàng hóa này ấy, nó là gì ạ? Là 200, đúng không? Thì đương nhiên là cái việc đây là việc mà chúng ta nó liên quan đến cái câu hỏi gì mà chúng ta vừa trả lời phía trên này này. Đây nó chính là gì ạ? Cái việc mà chúng ta trao đổi theo hình thức tương tự và không tương tự, được chưa? Đấy, nó là hình thức chúng ta trao đổi không tương tự thôi, đúng không? Không tương tự thì đương nhiên là chúng ta vẫn phải ghi nhận cái khoản doanh thu đối với việc mà chúng ta trao đổi cái hàng hóa X đấy lấy cái gì ạ? Lấy cái công cụ Y, đúng không? Thì ở đây chúng ta có phải có bước là lợi 131, có 511X, có 331 theo cái giá của dạng thị trường, đúng không? Thuế suất là 10%, ok chưa? Đấy. Rồi, chúng ta đọc tiếp đây này. Công ty C đã thanh toán toàn bộ số tiền chênh lệch vào giao dịch trao đổi hàng tồn kho bằng tiền gửi ngân hàng. Đấy, có nghĩa là gì ạ? Họ đang trả cho chúng ta cái số tiền chênh lệch. Cái số tiền chênh lệch mà họ đã trao đổi, đúng không ạ? Bây giờ là chúng ta phải biết số tiền chênh lệch đấy là bao nhiêu. Thì các bạn sẽ thấy này, họ cho biết thêm là biết giá chưa có thuế tăng của công cụ Y nhận về là 90.000. Như vậy là gì ạ? Chúng ta bán đi là 200.000 mà chúng ta gì ạ? Đổi về nhận về được có gì ạ? 90.000 thôi. Như vậy là nó còn có bao nhiêu ạ? Là 110.000, đúng không? Nó còn 110.000 là chưa thuế, đúng không ạ? Thì có thuế vào nữa là 121, đúng không? Đấy, thì đấy là phần chênh lệch họ đã trả một tiền gửi ngân hàng rồi. Thì các bạn sẽ thấy là đây tiền gửi ngân hàng là gì ạ? 112, đúng không ạ? Là 121.000, đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta xác định tiếp thôi là gì ạ? Là chúng ta sẽ có cái mang về là công cụ Y thì là lợ 153. Cái số tiền đó là 90.000, đúng không ạ? Đấy, rồi là chúng ta có tiền thuế của này là 133, là diện 9.000, đúng không? Xong rồi chúng ta cộng 3 cái này vào, đúng không? Thì chúng ta sẽ ra được cái bút toán này. Đấy, đúng không các bạn? Thì đấy là cái cách mà tôi dạy các bạn để chúng ta hạch toán nhé, chứ không phải là gì ạ? Nó quá gì là nó quá phức tạp đâu các bạn ạ, đúng không? Với những cái bạn mà chúng ta làm được bài ấy, thì các bạn sẽ thấy là khi mà tôi giảng này nó quá là rườm rà, đúng không? Nhưng mà đối với những cái bạn mà chúng ta còn nơ mơ, chúng ta chưa rõ làm rõ về hạch toán, thì khi các bạn xem những video này các bạn sẽ rất là thích, đúng không? Wow, tuyệt vời quá, đúng không? Hóa ra là như thế, đúng không?
Đấy, thì chúng ta đọc đến đâu là chúng ta xác định cái đối tượng đến đấy, thì và xác định số tiền thì đến lúc sau ấy chúng ta tổng hợp lại thì quyết toán là rất là dễ, nó không bị bỏ sót. Rồi, phát hành cổ phiếu huy động vốn của cổ đông đã thu bằng tiền gửi ngân hàng, và với giá phát hành cổ phiếu là 3 triệu mốt và mệnh giá cổ phiếu là 3 triệu. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là đối với cái việc mà chúng ta phát hành cổ phiếu mà chúng ta có sự chênh lệch giữa cái giá phát hành với mệnh giá thì nó sẽ được cho vào gì ạ? Tài khoản 4112. 4112 là tài khoản gì? Thì các bạn sẽ mở cái ebook này ra. Đây. Đó là thặng dư vốn cổ phần các bạn nhé, đó là thặng dư vốn cổ phần. Đấy. Thì các bạn phải nhớ nhá, cái này các bạn bắt buộc các bạn phải nhớ cho tôi những cái hệ tài khoản này. Đấy, thì chúng ta hạch toán là lợi từ 112 có 4111 có 4112 phần chênh lệch đó. Ok chưa ạ? À, rồi. Xuất kho một lô vật liệu đem đi góp vốn vào công ty liên doanh. Liên doanh thì chắc chắn là các bạn phải nhớ cái đối tượng này, chúng ta lại xét theo đối tượng lô vật liệu đúng không ạ? Thì là 152. Các bạn đừng nhìn vào cái bút toán này vội nha, xóa xóa nó đi. Được chưa? Rồi là gì ạ? Vào công ty liên doanh là 222. Được chưa? Giá xuất kho đúng không ạ? Giá xuất kho ở đây của lô vật tư là 700.000, giá trị vốn góp được hội liên doanh đánh giá là 900.000. Đó. Như vậy là gì ạ? Cái việc mà chúng ta mang cái lô 700.000 mà chúng ta được nâng lên giá trị là 900.000, đương nhiên là chúng ta sẽ ghi nhận vào gì? 711. Đúng không? Thì từ ba cái này thì chúng ta đã xác định được cái bút toán này rồi, đúng không? Đấy. Đấy là cách mà chúng ta hạch toán thôi, đúng không? Đấy, lợi 222 có 512 có 711. Đấy, đơn giản như thế. Rồi, chiết khấu hao tài sản cố định hữu hình cho bộ phận bán hàng. Bán hàng là 641. Bộ phận quản lý là gì ạ? 642. Khấu hao là gì ạ? Đây các bạn cứ gạch ra đối tượng thôi. Khấu hao là gì ạ? 214. Bán hàng là 641. Đúng chưa? Quản lý là 642. Đấy, thì khi các bạn liệt kê các đối tượng này ra và chúng ta sẽ không bị bỏ sót các cái bút toán hạch toán. Các bạn hiểu không ạ? Rồi. Các khoản chi phí bằng tiền gửi ngân hàng phục vụ cho bộ phận bán hàng là 21.000 và bộ phận quản lý doanh nghiệp là 22.000, trong đó có các cái khoản không đủ hóa đơn chứng từ là 7.000. Như vậy ở đây họ đang cho chúng ta dữ liệu là có cái khoản chi phí là 7.000 là không không đủ điều kiện. Thì đối với cái trường hợp này thì có lẽ sẽ có một số bạn bị sai ở cái phần này. Tại vì các bạn nghĩ đơn giản là ở đây là chúng ta hạch toán theo chế độ thuế thì chúng ta phải loại cái 7.000 này ra. Đúng không? Đấy, nhưng mà loại ở ở cái mục nào mới là quan trọng. Đúng không? Đấy, nhiều bạn là nghĩ là phải loại cho nên các bạn lấy 21.000 trừ 7.000 đi. Nhưng mà sai như thế là sai, tại vì đây là chúng ta đang hạch toán theo chế độ kế toán các bạn nhé. Còn khi nào chúng ta tính cái thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp thì chúng ta mới bắt đầu trừ đi các bạn nhé. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ có bút toán, đó là lợi 642, lợi 641 và có thì còn 112. Đơn giản như thế thôi, và chúng ta lưu ý lại là có 7.000 chi phí không được trừ. Được chưa? Rồi tiếp theo đó là gì ạ? Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản nợ phải thu. Đấy, các bạn quay vào đánh giá chênh lệch tỷ giá thì các bạn nhắc đến là tài khoản 1413 rồi đúng không ạ? Đấy, đến cái khoản nợ phải thu đúng không ạ? Rồi của khách hàng là khoản mục tiêu có mà mục tiền tệ có gốc ngoại tệ tại thời điểm cuối kỳ kế toán số tiền là 43.000. Đấy, như vậy là gì? Ở đây là một cái khoản đánh giá tăng. Cái phải thu khách hàng có nghĩa là chúng ta đánh giá nó sẽ có lợi nhuận đấy, và cái khoản đánh giá này nó sẽ được đưa vào gì ạ? 515 đúng không? Đấy, thì nó sẽ có hai cái bút toán này là lợi 131 có gì ạ? 413 và lợi gì ạ? 413 có tài khoản 515. Ok, nhiệm vụ tiếp theo đó là tiền lương một khoản thu nhập phải trả cho người lao động ở bộ phận bán hàng là 37.000 và ở bộ phận quản lý doanh nghiệp là 38.000. Cái này hầu như các bạn biết rồi, tiền lương thì nó là 334. Rồi nghiệp vụ thứ 10 đó là nghiệp vụ cuối cùng, đó là gì ạ? Tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ các cái khoản phải nộp theo lương. Khoản phải nộp theo lương đó là gì ạ? 3383 này, 3384 này, 338 gì ạ? 85 này, được chưa? Đấy, các bạn không, nếu bạn đây nó không cho chi tiết thì chính là cái khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đấy, thì các bạn sẽ ghi là 338 thôi, được chưa? Đấy, thì các bạn hạch toán như thế này. Ok chưa? Rồi
Đấy, như vậy là đơn giản là chúng ta đã làm xong được, hạch toán xong 10 nhiệm vụ rồi, nó không hề có gì phức tạp đúng không ạ? Và nhưng mà ở yêu cầu của cái bài này, sẽ mở lại đây. Yêu cầu bài này, họ còn yêu cầu chúng ta là gì ạ? Làm các cái bút toán kết chuẩn cuối kỳ, được chưa? Và xác định lợi nhuận kế toán trước thuế, thu nhập doanh nghiệp sau thuế và thuế doanh nghiệp trong quý 1 2023. Rồi. Các bút toán kết chuẩn cuối kỳ thì nó cũng khá là đơn giản. Nếu các bạn nào mà học theo bài bản đôi thì các bạn sẽ hiểu được chúng ta đâu ban đầu là chúng ta phải xác định được chưa? Là tổng doanh thu, tổng chi phí mà chúng ta kết chuyển về tài khoản 911 đúng không ạ? Đấy. Thì ở đây thì các bạn chỉ có hiểu đơn giản như này, các bạn lướt đây tất cả những cái bút toán mà chúng ta đã hạch toán ở phía trên này, chúng ta lập ra đâu là những cái tài khoản bên nợ, là tài khoản chi phí, được chưa? Ở đâu là tài khoản doanh thu thì chúng ta sẽ kết chuyển, được chưa? Đấy, và ở đây là chúng ta sẽ kết chuyển này, chỉ đơn giản như thế này thôi, được chưa? Thì đây là bút toán kết chuyển rồi, ok chưa các bạn? Đấy. Rồi tiếp theo là chúng ta xác định cái lợi nhuận trước thuế và sau thuế và thuế doanh nghiệp. Đấy. Lợi nhuận kế toán trước thuế thì là đơn giản là chúng ta sẽ lấy gì ạ? Cái doanh thu này chúng ta trừ đi cái chi phí, được chưa? Thì nó ra được cái lợi nhuận kế toán trước thuế. Rồi chúng ta bắt đầu, chúng ta sẽ diện đây là lợi nhuận kế toán trước thuế đây nhé, nó chưa bao gồm thuế, nó chưa bao gồm các cái khoản mà chúng ta phải loại trừ và chưa bao gồm các cái khoản mà diện chúng ta phải loại trừ cái phần thu nhập đi, đúng không? Đấy, tại vì trong cái doanh thu này, là trong cái phần doanh thu này là nó đã bao gồm cái gì ạ, cái 43.000 của cái gì ạ, của cái đánh giá chênh lệch tỷ giá mà các khoản phải thu, đánh giá các chênh lệch tỷ giá các khoản phải thu thì chúng ta sẽ không được ghi nhận vào chi phí, cũng không được ghi nhận vào thu nhập, đúng không ạ? Nó giống như ở cái đề thuế thu nhập doanh nghiệp mà chúng ta đã học ở cái giải đề ở phía trước môn pháp luật thuế đấy, đúng không ạ? Còn đối với đánh giá chênh lệch không phải trả thì các bạn sẽ ghi nhận vào gì ạ? Chi phí và các bạn phải ghi nhận vào gì ạ? Thu nhập chịu thuế, được chưa? Còn ở đây thì chúng ta có ghi nhận vào thu nhập chịu thuế không? Không, chúng ta sẽ loại nó ra. Chính vì thế là chúng ta sẽ lấy gì ạ? 313 phải 875 cái gì ạ? Cộng với lại cái phần mà chúng ta bị loại và chúng ta gì ạ? Trừ đi cái phần mà gì ạ? Không tính thuế, được chưa? Thì nó sẽ ra được cái phần gì ạ? Thu nhập tính thuế doanh nghiệp và chúng ta nhân với thuế suất, nó ra thuế suất và chúng ta lấy cái trước thuế trừ đi thuế thì chúng ta sẽ ra được cái gì ạ? Cái lợi nhuận sau thuế, được chưa? Đấy. Như vậy là chúng ta kiếm chọn điểm rồi, các bạn thấy nó đơn giản không? Quá đơn giản đúng không? Nhưng mà với những các bạn mà chúng ta học không bài bản thì tôi nghĩ các bạn sẽ bị lúng túng trong phần hạch toán này, thậm chí là cái phần tính toán này đơn giản như thế này thôi là các bạn cũng không làm được. Khi các bạn không loại cái 7.000 này ra, các bạn không loại cái loại cái 43.000 này ra. Đấy. Rồi đến cái câu thứ tư. Câu thứ tư này là một cái câu cho điểm, nó rất là đơn giản đúng không ạ? Đây là một cái dạng bài tính thuế, tính cái giá thành khi mà họ cho chúng ta dở dang đầu kỳ của sản phẩm A, sản phẩm B và cho chúng ta sản phẩm chi phí sản xuất trong kỳ. Đấy, bây giờ chúng ta phải tính ra được là cái dở dang cuối kỳ là bao nhiêu, đúng không ạ? Và đồng thời họ cho chúng ta được cái số lượng hoàn thành sản phẩm A và số sản phẩm dở dang đấy và B đây, đúng không ạ? Thì rất là đơn giản thôi. Và đầu tiên bước 1 đó là chúng ta đánh giá sản phẩm dở dang AB. Đấy, dở dang cuối kỳ của theo cái vật liệu trực tiếp của sản phẩm A đó là chúng ta sẽ lấy 200.000 của cái sản phẩm này dở dang đầu kỳ, được chưa? Chúng ta cộng với lại cái nguyên vật liệu trong kỳ. Đấy, và chúng ta chia cho cái số lượng mà chúng ta đã hoàn thành, được chưa? Đấy, bao gồm cả dở dang, sau đó chúng ta nhân với dở dang thì đây nó ra chi phí dở dang, được chưa? Cái này thì tôi sẽ không giải thích rõ hơn đâu nhá, tại vì là trong khoa học thì tôi đã hướng dẫn các bạn rồi. Đấy. Sau khi mà chúng ta đánh giá dở dang AB xong thì việc của chúng ta chỉ là B nó vào để chúng ta lập lên cái bảng giá thành của sản phẩm A, sản phẩm B thôi. Đây, được chưa? Chúng ta lại copy nguyên nguyên cái bảng mà họ đã cho chúng ta vào. Nhưng ở đây là đây là sản phẩm sản xuất trong kỳ. Thì bây giờ chúng ta đã biết dở dang đầu kỳ, chúng ta biết trong kỳ, chúng ta biết cuối kỳ. Thì đương nhiên chúng ta biết tổng giá thành cuối tổng giá thành rồi, nó chỉ bằng đầu kỳ cộng trong kỳ trừ đi cuối kỳ thì nó ra, xong là ra được tổng giá thành, xong là chúng ta chia cho số lượng sản phẩm hoàn thành là 1.860, nó ra được giá thành đơn vị, được chưa?
Và tương tự như thế với sản phẩm B. Đấy. Thì đây là kết quả cuối cùng nhá. Và tôi lưu ý cho các bạn nhá, với những các bạn nào mà chúng ta thi ở những kỳ sau mà chúng ta xem video giải đề này, thì các bạn phải nhớ là khi mà chúng ta làm mà cái giá thành đơn vị này nó ra lẻ lẻ ấy, thì là chúng ta biết là chúng ta làm sai rồi, thì chúng ta phải tính lại ngay nhé. Tại vì khi người ta ra đề ấy, người ta cố gắng làm sao nó ra được cái số chẵn các bạn nhé, nó không ra được cái số lẻ đâu. Ví dụ có nhiều bạn mà thấy ơi, giá thành đơn vị thì của sản phẩm B em ra là 798 bao nhiêu ấy, thì tôi bảo thế là sai rồi. Được chưa? Tại vì đề hầu như các năm họ không bao giờ cho lẻ như thế đâu, nó ra đều là số chẵn hết, tại vì họ đã căn cái sản phẩm này rồi, sản phẩm thành để nó ra được cái số chẵn rồi. Đấy. Chính vì thế là các bạn thấy là số lẻ các bạn phải nghi, các bạn phải kiểm tra lại các bước nhé. Ok chưa? Đấy. Như vậy là gì ạ? Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua cái đề thi đại lý thuế môn kế toán 2024 rồi. Các bạn thấy thế nào? Nhiều bạn thì vui mừng đúng không ạ? Nhưng nhiều bạn thì chán nản. Tại vì hầu như những các bạn mà vô tình xem được cái video này ấy, là những cái bạn là chưa học của tôi, đúng không? Các bạn chưa học, các bạn chưa được học bài bản, các bạn chưa được tiếp xúc với bộ câu hỏi lý thuyết mà tôi đã soạn cho các bạn, thì làm sao mà các bạn có thể trả lời nó một cách ngắn gọn mà hiểu sâu nhất được, đúng không ạ? Đấy, ngay ví dụ như là các bạn xem cái video này của tôi, các bạn thấy à, cái ông này ông trả lời câu 1 này, nhưng mà mình không phải là mình học được mỗi hai cái điều kiện này, mà mình còn biết thêm cái gì? À, hóa ra từ trước giờ mình chả biết là doanh thu bán hàng nó có bao nhiêu cái điều kiện, chả biết từ trước giờ cái doanh thu đối với cung cấp dịch vụ có bao nhiêu điều kiện, đúng không? Các bạn thấy không? Hay không ạ? Tuyệt vời không ạ? Đấy, chúng ta học một mà chúng ta biết được hai, quá tuyệt vời, đúng không ạ? Chính vì thế khi mà các bạn học như thế này, các bạn đã biết à, sau này thi đúng vào cái đề mà nó hỏi là doanh thu bán hàng có bao nhiêu điều kiện, thì bảo ồ, ông Sơn ông bảo là 4, à 5, đúng không ạ? Đối với dịch vụ là có 4, đúng không? Thế là chúng ta ngồi chúng ta liệt kê ra là đủ điểm rồi, tuyệt vời không ạ? Đấy, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Hoặc là đối với cái dạng khuyến mãi và dạng không khuyến mãi, thì chúng ta đã biết được cái điều kiện. Tại vì trước giờ chúng ta không để ý xem là dạng khuyến mãi kèm điều kiện và không điều kiện thì nó khác nhau cái gì, đúng không? Đấy. Nhưng mà nếu bạn nào mà tinh ý khi mà chúng ta học các cái bước hạch toán này này, thì chúng ta sẽ biết được, đúng không ạ? Đấy, chúng ta chỉ cần hạch toán những bước này ra là chúng ta biết được à, thằng này có ghi nhận doanh thu, thằng dưới này nó không hề ghi nhận doanh thu gì cả, nó ghi nhận mỗi chi phí thôi, đúng không? Đấy, ok. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành đến thời điểm này, thì xin chúc tất cả bạn có sức khỏe, rồi là dạng công việc thành công, và trong cái kỳ thi sắp tới các bạn chuẩn bị thi thì các bạn sẽ đạt kết quả cao. Và cũng như là chúc mừng tất cả bạn vừa thi xong cái kỳ thi AD Tuổi 2014 2024 đợt 19 tháng 5 này là có kết quả tốt đẹp và nhận tin vui từ các bạn. Còn nếu các bạn nào mà đã học những cái khóa miễn phí của tôi rồi mà thấy nó hay, nó bổ ích, thì các bạn có thể vui lòng chia sẻ những cái video khối khóa học miễn phí, cái đường link đăng ký miễn phí này đến những cái bạn đang cần nó, đang muốn có sở hữu được cái chứng chỉ này, hoặc đơn giản các bạn mà đang muốn học kế toán, thì mong rằng các bạn có thể chia sẻ giúp tôi để lan tỏa cái ngọn lửa kế toán này đến mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.